11 thói quen giúp bạn bứt phá giới hạn bản thân. 1. Đọc sách mỗi ngày. Điều không một ai phủ nhận là tinh hoa tri thức của loài người đều tập trung vào những cuốn sách. Bạn hoàn toàn học được những bài học từ việc tự mình trải nghiệm thực tế, sau đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Tuy nhiên, biết trước những bài học chẳng phải sẽ rút ngắn con đường đến thành công của bạn hay sao? Hãy nhớ rằng dù không sinh nhưng những người đọc sách luôn có khí chất khác biệt. 2. Tập thể dục 30 phút một ngày. Giường bệnh là loại giường đắt đỏ nhất. Bạn sẽ muốn mình yếu nhất trong những năm tháng sung sức của tuổi trẻ chứ? Hãy rèn luyện thói quen này hàng ngày, mỗi ngày 15 sau tăng dần thời gian và độ khó của bài tập. Bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Cơ thể và tâm trí là một. Tâm trí bạn khỏe mạnh nhưng bạn cũng không thể thành công nếu có một cơ thể yếu ớt. 3. Thiết lập mục tiêu ngắn hạn dài hạn, mục tiêu như một đích đến bạn nhất định phải đặt ra cho mình. Đừng ngụy biện rằng đời không biết được đường nào mà lần. Khi bạn không biết bạn là ai, bạn muốn trở thành ai thì đúng, đời không biết đường nào mà lần. Bạn muốn thành công nhưng không muốn động não, không muốn hành động. Đừng mơ mộng nữa. Người không có cho mình mục tiêu là chuẩn bị sẵn sàng cho sự thất bại. 4. Loại bỏ những thói quen xấu, thức khuya, sử dụng chất kích thích, trì hoãn. Đồng ý rằng bạn có thể thức khuya vì khối lượng công việc nhiều, bạn sử dụng cà phê vì bạn cần tỉnh táo vào buổi sáng trước khi bắt tay vào công việc. Bạn trì hoãn những việc khác vì bạn phải xử lý những công việc đến bất ngờ. Hãy cho phép tất cả các ngụy biện đó xảy ra một hai lần, đừng lúc nào cũng trả lời vì phải thức khuya, phải dùng cà phê hay có việc khác bận hơn. Hãy nhớ nếu muốn bạn sẽ tìm giải pháp nếu không muốn tất cả chỉ là lý do. 5. Bắt đầu học ngay một ngoại ngữ mới, một ngôn ngữ mới, rõ ràng sẽ có lợi cho bạn rất nhiều hơn là đến một nơi mà bạn không thể giao tiếp được. Học một ngôn ngữ mới sẽ kích thích khả năng ngôn ngữ của bạn, có nghĩa là bạn sẽ lợi ngôn hơn khi vốn từ của bạn tăng lên. Nói được một ngôn ngữ mới, quen được những người mới, bạn sẽ đặt chân được đến những nơi mà trước nay chưa bao giờ bạn đến. 6. Tránh xa những mối quan hệ độc hại. Bạn biết điều gì không? Bạn là trung bình cộng của 5 người thân thiết nhất mà bạn chơi. Đừng sa đà vào những mối quan hệ không giúp bạn tốt hơn lên, tiêu cực sẽ là cục chỉ kéo ngược bạn lại. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, các cụ nói đâu có sai. 7. Học hỏi từ những người giỏi hơn mình, không cách nào nhanh bằng cách học hỏi từ những người đi trước. Tất nhiên bạn cần chọn lọc và lắng nghe từ những người có chuyên môn trong lĩnh vực mà bạn cần xin lời khuyên. Sai lầm một lần bạn không phải kẻ ngu ngốc, bước chân vào vết xe đổ thêm một lần nữa bạn chắc chắn là kẻ ngu ngốc. 8. Trải nghiệm những địa điểm mới, những con người mới, những vùng đất mới chắc chắn sẽ ẩn chứa những bài học, những trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời bạn. Hãy xách ba lô lên đi để thấy rằng thế giới thực sự rộng lớn và bạn có vô vàn thứ để học. Hãy nhớ tất cả chúng ta đều là con nết, chỉ khác nhau ở cái giếng thôi mà. 9. Buông bỏ quá khứ, sống hết mình cho hiện tại. Quá khứ không kiến tạo cho bạn được tương lai, tại sao lại phải giữ bên mình những thứ từ quá khứ với hy vọng nó đem lại thành công trong tương lai cho bạn? 10. Quan tâm nhiều hơn tới người thân và bạn bè, cuộc sống của bạn hạnh phúc là một hàm có rất nhiều biến số, sự nghiệp, gia đình, mối quan hệ, sức khỏe. Nếu bạn đầu tư 100% thời gian vào sự nghiệp, quên đi sức khỏe, người thân, những mối quan hệ khác, và nếu như bạn thất bại, ai sẽ là người ở bên? Người thông minh là người biết cân bằng cuộc sống và công việc. Đừng ngụy biện rằng bạn bận rộn vì bận rộn là một kiểu ngu dốt mới. 11. Hạn chế xem TV, sử dụng mạng xã hội, thời buổi công nghệ hiện nay với sự phát triển của mạng xã hội. Con người dường như không thể thoát ra được sự cầm chân của mạng xã hội với vô vàn những thứ long lanh. Tuy nhiên, hãy nhớ bạn đang sống ở thế giới thực chứ không phải thế giới ảo. Đừng tiêu tốn quá nhiều thời gian vào những thứ thuộc về thế giới ảo, vì dù có chết bạn cũng chết ở thế giới thực. Nguồn theo Tây Trường Doanh Nhân Hờ Bờ Giờ. Xin hãy like, share và đăng ký kênh nếu bạn thấy hữu ích. Đăng ký chuông để nhận thông báo mới nhất tại BB Skill, kênh chia sẻ kỹ năng và trải nghiệm.
Xin cảm ơn và hẹn bạn trong video tiếp theo của chúng tôi.